Để ba nhìn đi, đi cái đoạn đó để mà. Đi cao vậy. Dạ. Ồ, không được đẹp. Ờ, đi về khó thật. Cái gì rồi bà con quay thì dưới lên xe tải. Lên lại trước xe tải. Mình cầm đây bao lâu mới về chú? À, chắc đến tháng này. Tháng ngoài là trở lại có lòng ha. Về tối này mình cấm điện luôn hết chứ. Còn con bé tí